Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những bản tin cập nhật, những thông tin mới nhất vừa được ban biên tập của chúng tôi cập nhật trên kênh Tin Mới. Sau đây là thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Bất ngờ hôm nay, Hải quân của Nga bắn rơi 3 máy bay của Trung Quốc ở Biển Đông để bảo vệ Việt Nam. Thưa quý vị, theo tờ báo Moskva của Nga cho biết, mới đây Trung Quốc đã điều tàu sân bay mang theo rất nhiều tiêm kích J-15 tiến ra Biển Đông để dương oai và thách thức thế giới. Ngay lập tức, quân đội, hải quân, không quân của Nga đã điều 6 tàu ngầm Kilo có chứa tên lửa và ngư lôi, đi theo sau là 3 tàu chiến hiện đại bậc nhất của thế giới, chứa rất nhiều máy bay ném bom, tên lửa dẫn đường và nhiều vũ khí, khí tài hiện đại cùng 3.000 lính thủy đánh bộ chuyên nghiệp có mặt ở Biển Đông để tập trận bắn đạn thật nhằm ngăn chặn Trung Quốc và gửi cho Trung Quốc một thông điệp rằng Bắc Kinh không nên điều tàu sân bay có chứa nhiều tiêm kích J-15 ra Biển Đông để thị uy sức mạnh nhằm bắt nạt các nước có chủ quyền ở Biển Đông. Ngay sau đó, tàu sân bay của phía Bắc Kinh đã hạ lệnh cho 50 máy bay J-15 bám đuôi theo nhau, càn quét khu tập trận của quân đội hải quân. Không quân Nga thấy sự mất an toàn và mất an ninh cũng như lo ngại đến diễn biến của cuộc tập trận và mối an nguy cho hải quân Nga. Ngay lập tức, phía Moscow đã phát đi thông báo cảnh giới máy bay của không quân Trung Quốc, nhưng phía Bắc Kinh vẫn phớt lờ cảnh báo trên của quân đội Nga. 50 máy bay vẫn thi nhau gầm rú, càn quét trên bầu trời, nơi quân đội của Moscow đang tập trận bắn đạn, thật thấy rõ sự nguy hiểm đang ập đến. Hải quân của Nga đã cho bắn một loạt tên lửa để răn đe phía Trung Quốc. Tuy nhiên, phía Bắc Kinh vẫn cho máy bay phóng tên lửa và dội bom vào khu tập trận của Nga và cuộc đụng độ nảy lửa xảy ra. Xung đột chỉ dừng lại khi hải quân của Nga phóng tên lửa siêu hạng, bắn rơi 3 máy bay của phía Trung Quốc. Phía Trung Quốc thấy sự đáp trả quyết liệt của hải quân Nga đành ra lệnh cho rút toàn bộ đội hình máy bay nói trên ra khỏi khu tập trận của Nga, chờ thời cơ để trả đũa sau. Thưa quý vị, theo một vị tướng giấu tên trong Bộ Quốc phòng của Mo cho biết, nhận thấy Biển Đông trong suốt thời gian vừa qua liên tục dậy sóng, căng thẳng thì leo thang mà nguyên nhân chính là do phía Trung Quốc gây ra, buộc chúng tôi phải tiến hành một cuộc tập trận chung có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Cuộc tập trận đã được chúng tôi lên kế hoạch trước đó một tháng, bao gồm 3 tàu chiến mang tên lửa hiện đại bậc nhất của thế giới, 6 tàu ngầm hạt nhân Kilo và rất nhiều vũ khí, khí tài hiện đại cùng 3.000 lính thủy đánh bộ chuyên nghiệp của Nga. Vị tướng còn cho biết thêm, cuộc tập trận nhằm củng cố lực lượng quân đội của Nga để sẵn sàng chiến đấu khi cần thiết. Cuộc tập trận cũng là một thông điệp gửi tới phía Trung Quốc rằng Biển Đông là vùng biển chung của thế giới chứ không phải riêng Trung Quốc. Vì thế, chính quyền của ông Tập Cận Bình không nên có những hành động gây căng thẳng, nếu không sẽ bị đáp trả một cách quyết liệt. Tuy nhiên, lúc đang diễn ra tâm điểm của cuộc tập trận thì phía Bắc Kinh đã cho điều 50 máy bay ném bom ra để hăm dọa. Thật tình mà nói, Trung Quốc có thể dọa các nước khác và họ có thể nể hoặc là sợ phía Trung Quốc. Tuy nhiên, phía Trung Quốc không nên dọa quân đội của Nga, bởi vì Trung Quốc chưa đủ sức mạnh để hăm dọa quân đội của Mo. Vì thế, chúng tôi đã cho phóng tên lửa bắn hạ 3 máy bay của Trung Quốc để cảnh cáo sau khi 3 máy bay trúng tên lửa bị cháy và rơi ở Biển Đông. Phía Bắc Kinh đã hoảng sợ và cho rút toàn bộ máy bay J-15 nói trên, nếu không thương vong sẽ còn xảy ra rất nhiều. Theo tờ báo China Morning Post của Trung Quốc cho biết việc 3 máy bay của phía Bắc Kinh bị rơi ở ngoài Biển Đông do phía Nga bắn hạ, chính quyền của ông Tập Cận Bình đang rất tức giận và đang lên kế hoạch trả đũa quân đội Mo. Thưa quý vị, Nga từ xưa đến nay đã là một cường quốc về quân sự, vũ khí, khí tài hiện đại bậc nhất và được các chuyên gia quân sự đánh giá là số 1 của thế giới. Từ khi Tổng thống Putin lên nắm quyền, Nga không những là cường quốc số 1 về quân sự mà tất cả các lĩnh vực của Moscow đều được thế giới công nhận và đánh giá rất cao. Thưa quý vị, trên trang Twitter cá nhân của Tổng thống Joe Biden của Mỹ, ông đã nói rằng khen ngợi Tổng thống của Nga và ông cho rằng ông Putin là một người thật tuyệt vời. Thưa quý vị, có rất nhiều ý kiến cho rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình đang dựa hơi vào Nga, bởi vì bây giờ phía Bắc Kinh chỉ còn dựa vào Mo để tạo ra sức mạnh quân đội và quân sự để chống lại Mỹ, bởi vì giữa Mỹ và Trung Quốc đang như mặt trăng và mặt trời. Tuy nhiên, chính quyền của ông Putin hiểu được rằng chơi với Trung Quốc không khác gì chơi với con dao hai lưỡi, bởi vì phía Bắc Kinh luôn nói một đằng là một nẻo. Thưa quý vị, theo tờ báo New York Times của Hoa Kỳ cho biết, ngoài Tổng thống Mỹ Joe Biden đánh giá cao Tổng thống Nga, ông Putin thì lãnh đạo của các nước trên toàn thế giới đã rất hoan nghênh và ủng hộ quan điểm cứng rắn của Nga khi mà không thân cận với cả phía Trung Quốc. Chúng ta cùng nhìn lại lịch sử của Tổng thống Nga Putin để chúng ta hiểu rõ được con người cứng rắn và quan điểm rõ ràng của Nga đối với cả phía Bắc Kinh ra sao. Từ năm 1999 đến nay, ông Putin đã cầm quyền nước Nga gần 20 năm liên tục, vừa ở cương vị Tổng thống và vừa ở cương vị là Thủ tướng. Ngày 9 tháng 8 năm 1999 đã đi vào lịch sử nước Nga bằng phát biểu trên kênh truyền hình. Khi đó, Tổng thống của Nga Yeltsin ông đã nói rằng tôi quyết định gọi tên người có khả năng đảm nhiệm việc tiếp tục cải cách nước Nga, đưa nước Nga sánh vai với các cường quốc của thế giới. Ông ấy có khả năng tập hợp quanh mình những người sẽ thay đổi nước Nga trở thành nước Nga vĩ đại. Từ đó đến nay, ông Putin đã cầm quyền nước Nga gần 20 năm liên tục ở cương vị vừa làm Tổng thống và Thủ tướng.
ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà nước Nga giao cho. Những người đương thời còn nhớ năm 1999, nước Nga lâm vào cuộc khủng hoảng chính trị toàn diện. Nhưng dựa trên những con số thống kê và công tâm thì nước Nga dưới thời ông Putin đã thay đổi tích cực về đối nội lẫn đối ngoại. Trong một bài trả lời phỏng vấn với cả báo chí, ông Putin kể, thuở nhỏ có một lần ông đã nghịch ngợm và dí một con chuột vào một góc kẹt khiến con chuột nhảy sổ ra tấn công lại ông. Từ đó, ông rút ra bài học không bao giờ dồn đối phương đến tận cùng, luôn tạo điều kiện để đối phương thoát khỏi tình huống khó khăn mà không mất mặt. Mặt khác, một khi đã rơi vào tình huống không có lối thoát thì phải ra đòn đầu tiên chớp nhoáng và phải đi đến tận cùng, và chúng ta chơi với Trung Quốc cũng phải cho họ một lối thoát không thể kèm cựa họ được, nhưng cũng không bao giờ khoan nhượng nếu như phía Trung Quốc hung hăng, ngang ngược và bắt nạt các nước trong khu vực. Và theo ông Putin, tình hình mỗi năm đều có những thay đổi nên những yêu cầu nhất định với những người lãnh đạo đất nước cũng cần phải thay đổi theo. Nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng phụ thuộc vào người dân qua cuộc bầu cử trực tiếp và toàn dân. Đến nay vấn đề quay lại vẫn là nền dân chủ, nghĩa là lấy dân làm gốc và chúng ta làm gì thì làm không bao giờ để cho người dân bị thiệt thòi. Thưa quý vị, có một tin rất là mới và có một tin rất hay, đó là Trung Quốc sắp bị dằn mặt ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Nga sắp tập trận chống khủng bố ở Viễn Đông. Mỹ và Philippines tập trận gần vùng biển tranh chấp. Trung Quốc đang căng mình đối phó với nguy cơ bị ức hiếp xung quanh. Lữ đoàn cơ giới không quân Biển Đông của nước Nga sẽ có một cuộc tập trận chung. Cuộc tập trận sẽ được huy động 5.000 quân dân và hơn 50 đơn vị vũ khí, thiết bị quân sự. Lực lượng sẽ tập trung vào rèn các kỹ năng phát hiện, bao vây quân địch và tiêu diệt nhóm khủng bố. Các đại diện quân sự từ Ấn Độ và Việt Nam sẽ tham gia quan sát các hoạt động diễn tập nói trên, đồng thời có dịp làm quen với cả trang bị vũ khí và thiết bị quân sự của bộ binh Nga hiện đại với điều kiện sinh sống và sinh hoạt người lính, tiếp cận cơ sở và vật chất đào tạo đơn vị các tính năng kết hợp với huấn luyện chiến đấu. Cũng trong những tháng sắp tới, hải quân của ba nước Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận chung ở Thái Bình Dương, một động thái được cho là dằn mặt phía Trung Quốc và ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc ở châu Á Thái Bình Dương. Và thưa quý vị, chắc chắn sắp tới chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ lên án kịch liệt phản đối những cuộc tập trận chung của Nga, Mỹ, Ấn Độ, Australia ở ngoài Biển Đông, cũng như đưa ra những lời răn đe và cảnh cáo. Như vậy thì Biển Đông sẽ tiếp tục có những cuộc dậy sóng và chắc chắn các cuộc đụng độ xảy ra thường xuyên hơn ở Biển Đông nếu như phía Trung Quốc không dừng lại âm mưu độc chiếm Biển Đông cho riêng mình. Quốc không dừng. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình. Mưa xối xả đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, ảnh hưởng đến hơn 1 triệu người. Tuy nhiên, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đã chuyển sự chú ý sang cái mà gọi là thác vàng. Theo các hãng thông tấn của Trung Quốc, mưa lớn quét qua miền Bắc và miền Trung Quảng Tây từ ngày Chủ nhật tuần qua đến ngày hôm nay, gây thiệt hại cho 1 triệu người ở 46 quận. Mức độ phản ứng khẩn cấp đã được nâng từ mức 4 lên mức 3. Cho đến nay, 99.500 cư dân đã phải di rời, 76 người thiệt mạng và 30 người mất tích, trong khi thiệt hại tài chính trực tiếp lên tới 3,2 tỷ nhân dân tệ, khoảng 553 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, một báo cáo hôm nay của phát thanh viên Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV không đề cập đến thương vong hoặc thiệt hại tài chính do thời tiết khắc nghiệt gây ra. Thay vào đó, họ chuyển sang tập trung vào một thác nước địa phương tại làng Đức Thiên ở huyện Đại Hưng, tỉnh Quảng Tây, khi mô tả nó trông ngoạn mục ra sao và thác vàng đã hình thành như thế nào. Câu chuyện mà một nhan đề quảng cáo tạm dịch là hiếm thấy. Thác vàng xuất hiện ở Quảng Tây cùng với một video dài 9 giây. Họ giải thích rằng màu sắc được tạo ra với sự trợ giúp của ánh sáng mặt trời và các thác gành do mực nước ở thượng nguồn sông Quý Xuân tăng lên đột ngột. Tuy nhiên, một loạt các bài đăng trực tuyến đã đặt câu hỏi về tuyên bố của CCTV. Một người dùng Internet tự xưng là Huwen Pestitip Yeoli đã nhận xét rằng quá rõ ràng rồi, điều này cho thấy khả năng bảo vệ môi trường yếu kém, xói mòn đất đai, trong khi CCTV nghĩ ra một thuật ngữ để đặt tên cho nó là thác vàng. Một cư dân mạng khác có tên người dùng là Cowboy ở núi Côn Lôn cho biết hãng thông tấn này có vấn đề nghiêm trọng trong việc định hướng báo chí vì họ ca ngợi sự suy thoái đất nghiêm trọng thành nước vàng. Một người tên là Hoàng Quý Hùng cho rằng video có vẻ hấp dẫn vì nó xuất phát từ quá trình xử lý bộ lọc nếu so sánh với màu sắc của những bụi cây xung quanh. Trong quá khứ, một chiến thuật của Trung Quốc là cố gắng tạo ra một câu chuyện tích cực từ một bi kịch để che đậy sự thật trọn vẹn từ người dân Trung Quốc.
Kính thưa quý vị, đầu tuần vừa qua, giới chức ở huyện Vấn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên đã lên kế hoạch chỉ định ngày xảy ra trận động đất ở địa phương là ngày tạ ơn để thể hiện lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ mà họ nhận được, theo Tân Hoa xã. Tuy nhiên, hành động này bị chỉ trích là vô nghĩa và vô liêm sỉ. Theo một tài khoản chính thức, trận động đất đã làm 68,712 người thiệt mạng và 17,92 người mất tích. Dựa trên những phát hiện của họ, các bậc phụ huynh nghi ngờ rằng các tòa nhà sập đổ là vì được xây dựng kém, sử dụng xi măng và thép không đạt tiêu chuẩn trong quá trình xây dựng. Thưa quý vị, nhiều khu vực ở Hà Nam đang xảy ra lũ lụt, trong đó đường hầm phía Bắc Kinh Quảng, Trịnh Châu là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Mới đây, một nạn nhân may mắn thoát khỏi đường hầm Kinh Quảng đã nghẹn ngào kể lại thời khắc sinh tử lúc đó. Hành trình thoát nạn thật khiến nhiều người thương tâm. Lúc đó mực nước dâng lên cực nhanh, xe hơi của họ bỗng nhiên nổi lên, nước bỗng chốc đã cao đến hơn 2 mét. Anh và gia đình đã may mắn thoát nạn vì bám được vào một ống nước. Vừa mới thoát ra chưa đầy 3 phút, toàn bộ đường hầm đã ngập trong nước lũ. Trước đó 2 ngày, một trận mưa lớn hiếm hoi khiến Trịnh Châu phải xả lũ trong hồ chứa một cách bất ngờ. Một số lượng lớn phương tiện và người dân bị mắc kẹt trong đường hầm phía Bắc Kinh Quảng, Trịnh Châu. Trang Pia Video Trung Quốc đưa tin, mấy ngày qua Ngô Cường vẫn bị đau khắp toàn thân. Mỗi lần nhớ lại cảnh tượng lúc đó đều rùng mình sợ hãi. Anh nói, hôm xảy ra vụ việc, anh cùng em rể và tài xế lái xe ra ngoài làm việc. Khi đến đường hầm Kinh Quảng thì bị kẹt xe. Sau một hồi chờ đợi, Ngô Cường quyết định xuống xe hút thuốc thư giãn. Không ngờ thuốc chưa hút xong thì nước đã dâng đến mắt cá chân. Mọi người đều trở tay không kịp. Mực nước trong vài phút liền dâng cao. Xe hơi dần dần nổi lên, nước tràn vào xe khiến đèn pha chập chờn, cốp xe tự động mở tung ra. 3 người không mở được cửa xe nên phải trèo ra từ cửa sổ trời của ô tô. Khi họ thoát ra ngoài ô tô thì nhìn thấy các chủ xe khác cũng đang tìm cách thoát thân, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Vì tài xế không biết bơi nên chỉ có thể ở trên nóc xe, tài xế bảo họ đi trước và nói hai cháu còn con nhỏ. Nhưng Ngô Cường không chịu đi, anh ấy nói cháu mà để chú ở lại thì chú phải làm sao, chú lại còn không biết bơi, Ngô Cường cho biết. Khi họ quyết tâm nhảy xuống nước, họ không ngờ nước lại sâu như vậy. Ít nhất phải sâu hơn 2 mét, Ngô Cường cao 1,75 mét cũng không thể chạm chân được đến đáy. Anh lại nhanh chóng leo lên nóc xe, còn em rể thì vẫn còn dưới nước đang cuống cuồng tóm lấy vật gì đó để không bị cuốn đi. May thay, trong lúc hoảng loạn đã bám được vào một cái ống và thoát chết. Sau đó, cả 3 người may mắn nắm được thành cầu và động viên nhau leo lên từng bước một. Lúc này, những chiếc xe đã chìm sâu trong biển nước và biến mất. Ngô Cường nhớ lại, khi cả 3 chúng tôi lên thoát khỏi đường hầm, trên mặt nước không còn ai cả, cũng không có một người nào kêu cứu. Bạn thực sự không biết khi sự sống đang ngàn cân treo sợi tóc, mọi người đã sợ hãi đến nhường nào. 3 người may mắn bám được vào một đường ống nên cuối cùng đã thoát khỏi đường hầm. Chưa đầy 2-3 phút sau khi thoát ra, toàn bộ đường hầm đã ngập trong nước lũ, họ là những người cuối cùng thoát được khỏi đường hầm. Khi Ngô Cường nhớ lại, anh liên tục lắc đầu thở dài và nghẹn ngào. Anh nói, mấy hôm nay nghĩ đến chuyện trong đường hầm làm anh khóc hai trận. Hay, không biết có bao nhiêu người không kịp chạy ra khỏi đường hầm nữa. Trong trận lũ lụt này, cả hai lối ra Bắc và Nam của đường hầm Kinh Quảng, Trịnh Châu đều bị ngập nước và nhiều phương tiện trôi nổi bên trong. Hiện trường cho thấy, có những chiếc xe ô tô bị lật ngược, nhiều chiếc xe nằm chồng chất lên nhau, cảnh tượng khiến ai nấy đều thương tâm. Rốt cuộc có bao nhiêu người thiệt mạng trong phía Bắc đường hầm Kinh Quảng, cơ quan chức năng đều không thông báo con số thực tế. Từ chiều ngày hôm nay, trước khi bắt đầu hoạt động hút tháo nước trong đường hầm Kinh Quảng, nước tích tụ trong hầm lên tới khoảng 13 mét. Đến khoảng 6 giờ 30 hôm Chủ nhật, nước tích tụ trong đường hầm tại nút giao thông Hoài Hà, đoạn Bắc Kinh-Quảng Châu đã được rút hết, thực hiện khai thông hoàn toàn lối ra vào. Kính thưa quý vị, nước lũ tràn vào sa mạc Khắc Lạp Mã Can, sa mạc lớn nhất và khô hạn nhất của Trung Quốc, và tạo ra một hồ nước khổng lồ rộng bằng 42.000 sân bóng đá. Công ty dầu khí nhà nước Sinopec thông báo rằng trận lụt ở sa mạc đã nhấn chìm khoảng 50 phương tiện thăm dò dầu và 30.000 bộ thiết bị. Theo phát ngôn viên của công ty Sinopec, tổng diện tích bị ngập của trận lụt là hơn 116 km² và đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động khai thác và sản xuất của dầu mỏ. Tờ Observer của nhà nước Trung Quốc đưa tin hôm nay. Tờ Observer cho biết, lũ lụt đã làm hư hại những con đường mà công ty Sinopec xây dựng để sản xuất dầu khí trên sa mạc và các cột điện thoại nghiêng ngả theo các hướng khác nhau do hậu quả của lũ lụt.
sa mạc ngập nước, không có dân thường sinh sống và chỉ có nhân viên của công ty Sinopec làm việc trong mỏ dầu là những người duy nhất sống ở đó. Hôm qua, công ty Sinopec đã chia sẻ một đoạn video trên tài khoản chính thức của mình trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Một đoạn phim cho thấy lũ lụt đã nhấn chìm vùng sa mạc bằng phẳng, nơi chẳng có sông và không có chỗ nào để thoát nước. Một nhân viên của công ty Sinopec nói với tờ Tài Tân hôm qua rằng trận lũ bắt đầu vào giữa tháng do mưa lớn và sau khi mưa giảm dần, nước lũ đã không thoát hết. Tệ hơn nữa, nhiệt độ tương đối nóng trong khu vực đã khiến băng tuyết trên núi Thiên Sơn gần đó tan chảy, khiến sa mạc càng thêm ngập lụt. Một nhân viên của công ty Sinopec cho biết cát trên sa mạc có khả năng thoát nước tốt, hơn nữa anh và các đồng nghiệp của mình tin rằng nước sẽ sớm rút hết. Điều này thực sự tùy thuộc vào việc liệu trời có mưa trong những ngày tiếp theo hay không, anh nói thêm. Một nhân viên khác của Sinopec nói với trang tin tức Jiaman của nhà nước Trung Quốc rằng tất cả các thiết bị ngập có thể được sửa chữa sau trận lụt. Sa mạc Khắc Lạp Mã Can nằm ở khu vực phía nam Tân Cương và được bao quanh bởi dãy núi Côn Lôn ở phía nam, dãy Thiên Sơn ở phía bắc, dãy Pamir ở phía tây và sa mạc Gobi ở phía đông. Sa mạc có diện tích 130.000 dặm vuông, lớn hơn một chút so với diện tích của tiểu bang New Mexico. Vùng ngập lụt nằm ở phía bắc của sa mạc gần với dãy Thiên Sơn. Mưa lớn ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc dẫn đến lũ lụt ở nhiều khu vực như Trịnh Châu, Củng Nghĩa. Lượng mưa tích lũy trong thời gian ngắn đã vượt quá 1.000mm. Hôm thứ Năm, mưa tại thành phố Trịnh Châu bắt đầu ngớt dần. Lượng nước tích tụ trong thành phố rút nhẹ, mức độ chống ngập giảm xuống cấp 3. Hiện tại, nhiều hộ gia đình vẫn đang trong tình trạng mất điện. Các quan chức ở tỉnh Hà Nam hôm thứ Năm cho biết có 33 người tử vong và 8 người mất tích trong thảm họa. Tuy nhiên, các quan chức Trung Quốc luôn che đậy bưng bít thông tin và báo cáo số liệu giả, do đó số người thương vong có thể còn cao hơn. Hôm thứ Năm, nước lũ tại một số khu vực thành phố Trịnh Châu đã bắt đầu rút nhưng vẫn còn nhiều phương tiện bị mắc kẹt trong lũ. Tại những nơi lũ rút, nhiều phương tiện bị phá hủy, chất ngổn ngang lên nhau. Thành phố Củng Nghĩa nằm ở phía tây thành phố Trịnh Châu cũng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Nhiều dây cáp ngầm bị đứt, chân tháp điện cao thế bị đất đá vùi lấp, nhiều cột điện bị đổ dẫn đến tắc nghẽn thông tin liên lạc ở các khu vực thành phố Củng Nghĩa. Đường xá cũng bị tàn phá nặng nề sau khi lũ rút, nhiều người khóc lóc thảm thương vì cảnh gia đình ly tán do lũ lụt. Hôm thứ Sáu, thành phố Trịnh Châu vẫn còn nhiều khu vực bị ngập nước, người dân phải sơ tán đi nơi khác. Lực lượng cứu hộ sử dụng máy bơm để hút nước trong các đường hầm. Các công nhân thì bận rộn dọn dẹp những tàn dư sau trận lũ. Mặc dù mưa lớn nhưng chính quyền thành phố Trịnh Châu đã không đóng cửa tàu điện ngầm, dẫn đến nhiều người thương vong. Sau khi lũ rút, đường xá bừa bãi, ngổn ngang hệt như khung cảnh sau chiến tranh. Từ những đoạn video đăng tải trên mạng có thể thấy xác nạn nhân nằm la liệt trên đường. Cơn lũ dữ dội đột ngột không kịp trở tay khiến rất nhiều người mất tích và thương vong. Trong những video được người dân đăng tải trên mạng cho thấy, các thi thể nằm rải rác trên đường, ga tàu điện ngầm và nhiều nơi khác sau khi nước rút. Đoạn video trên được quay tại thị trấn Mễ Hà, thuộc địa phận thành phố Củng Nghĩa, Trịnh Châu. Đường phố lụt lội, nhiều ô tô bị cuốn trôi, bị cây cối và nhiều mảnh vỡ đất đá đổ vào. Khung cảnh hỗn loạn giống như vừa xảy ra một cuộc chiến tranh. Một số cư dân mạng nói, những xác chết trên đường phố Trịnh Châu khiến tôi kinh hồn bạt vía. Chính quyền Hà Nam hôm thứ Tư đưa tin có gần 30 người thiệt mạng và gần 10 người mất tích trong trận mưa lớn, trong đó có hơn 10 người tử vong trên tuyến tàu điện ngầm. Tuy nhiên, theo bản tin của đài RFA, hôm trước đó có ít nhất 33 người thiệt mạng trên tuyến tàu và nhiều người mất tích. Trước khi thảm họa xảy ra, cơ quan chức năng đã không kịp thời cảnh báo, cũng không áp dụng biện pháp ứng cứu hiệu quả khi thiên tai xảy ra, do đó người dân chỉ có thể tự tổ chức cứu nạn khẩn cấp. Sau trận lũ, lực lượng cứu hộ dân sự đã sử dụng các công cụ thô sơ đơn giản để tìm kiếm qua một số lượng lớn ô tô bị ngâm trong nước và cố gắng tìm những tài xế còn tia hy vọng sống sót. Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi, một thành phố rộng lớn như Trịnh Châu làm sao có thể tan hoang như vậy chỉ sau một trận mưa lớn? Với lưu lượng nước lớn và chảy xiết như vậy, nếu không phải là do vỡ bờ, vỡ đập thì chính là do hồ nước ở thượng nguồn lại bất ngờ xả lũ. Chính là tai họa do con người gây nên, xả lũ quá bất ngờ. Cơ quan phòng chống thiên tai của Trịnh Châu đã đăng thông báo vào lúc 1 giờ 30 phút sáng thứ Tư trên Weibo, nói rằng sẽ xả lũ lúc 10 giờ 30 phút sáng thứ Ba. Tuy nhiên, tính đến 21 giờ 34 phút, mực nước của hồ chứa Thường Trang là 131,54m, cao hơn mực nước giới hạn của lũ 4,05m và đã giảm 70cm so với mực nước cao nhất ngày hôm đó.
Đài RFA đưa tin, nhiều người đặt câu hỏi tại sao cơ quan chức năng xả lũ vào buổi sáng nhưng mãi đến khuya mới thông báo. Bà Dương, một cư dân ở Trịnh Châu nói rằng chính quyền đã không sớm đưa ra cảnh báo trước khi xả lũ, khiến tàu điện ngầm vẫn hoạt động như bình thường, do đó mới gây ra nhiều thương vong như vậy. Bà Dương cho biết vào lúc 5 hoặc 6 giờ tối thứ ba, mực nước đột nhiên tăng lên. Điều này hơi lạ vì mưa lớn sẽ khiến mực nước dần dần tăng lên chứ không dâng cao một cách đột ngột chỉ trong một tiếng đồng hồ. Nhiều người đã không chút chuẩn bị và ngay cả tàu điện ngầm cũng không bị đình chỉ. Còn có video người dân Trịnh Châu quay lại vào trưa thứ ba. Tại trung tâm thành phố, chỉ trong nửa tiếng đồng hồ, toàn bộ con đường bất ngờ bị ngập, chứng tỏ lũ không phải do mưa lớn kéo dài nhiều ngày mà là do đột ngột xả lũ. Một số cư dân mạng than thở, mọi người ở Trịnh Châu đang khóc than, đang gào thét và tuyệt vọng. Thưa quý vị, theo People Daily đưa tin, vào lúc 0 giờ 05 phút theo giờ địa phương ngày hôm nay, tại Thanh Bạch Giang, thuộc thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã xảy ra trận động đất với cường độ 5,1 độ Richter, độ sâu chấn tiêu 21 km. Trận động đất xảy ra vào tối muộn khi nhiều gia đình đã đi ngủ. Thành phố Thành Đô sau đó đã đưa ra báo động khẩn cấp cho người dân, hiện vẫn chưa rõ thiệt hại do trận động đất này gây ra. Theo nhiều video của người dân ghi lại được, vào thời điểm xảy ra động đất, sàn nhà và đèn treo trên trần nhà rung lắc dữ dội. Vụ động đất diễn ra trong thời điểm cả đất nước Trung Quốc đang tập trung đối phó với dịch bệnh mới khởi phát. Ngoài ra, mới đây, một ổ dịch cũng được phát hiện tại tỉnh Hồ Nam giáp với tỉnh Hồ Bắc. Tỉnh Tứ Xuyên nằm ở phía tây nam Trung Quốc, nơi đây đã nhiều lần phải hứng chịu các trận động đất mạnh. Thảm khốc nhất phải kể đến trận động đất Tứ Xuyên năm 2008 với cường độ 7,8 độ Richter, giết chết hơn 250.000 người. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, một trận động đất mạnh 6,6 độ cũng đã xảy ra ở Tây Nam Trung Quốc vào hôm thứ Năm tuần trước. Ít nhất 27 người được ghi nhận đã thiệt mạng. Trận động đất xảy ra cách thành phố Khang Định ở tỉnh Tứ Xuyên khoảng 43 km về phía Đông Nam, ở độ sâu 10 km. AFP dẫn thông tin từ USGS. Theo cập nhật mới nhất từ truyền thông nhà nước Trung Quốc, cho tới thời điểm hiện tại, ít nhất 7 người chết trong trận động đất. Một người dân nói với AFP rằng trận động đất đã gây ra cảm giác rung chuyển ở siêu đô thị Thành Đô gần đó. "Tôi cảm thấy nó khá mạnh mẽ", một phụ nữ họ Chen nói. Một số hàng xóm của tôi ở tầng trệt nói rằng họ cảm nhận được điều đó rất rõ ràng. Nhưng vì Thành Đô đang kiểm soát dịch bệnh nên mọi người không được phép rời khỏi khu dân cư. Nhiều người trong số họ đã đổ xô ra sân nhà. Chen cho biết thêm. Theo CCTV, các cuộc điều tra ban đầu cũng cho thấy một số thị trấn ở tỉnh Tứ Xuyên đã hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng về nhà ở do sạt lở núi, trong khi đường dây viễn thông bị cắt ở một số khu vực. Đài truyền hình CGTN đưa tin các đường dây liên lạc với Mosi, một thị trấn khoảng 7.000 dân gần tâm trấn, đã bị cắt do hậu quả của trận động đất. Một video được đăng bởi Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc cho thấy những tảng đá âm ầm đổ xuống sườn núi ở Lô Định. Truyền thông nhà nước đưa tin rằng một số dư chấn đã được ghi nhận ở các khu vực gần đó. Theo USGS, một cơn chấn động nhỏ hơn 4,6 độ đã tấn công miền đông Tây Tạng chưa đầy một giờ sau trận động đất đầu tiên. Theo đài truyền hình bang CGTN, hơn 500 nhân viên cứu hộ đã được điều động tới tâm chấn trong khi các công nhân cố gắng dọn dẹp những con đường bị tắc nghẽn do lở đất gây ra sau trận động đất. Động đất xảy ra khá phổ biến ở Trung Quốc, đặc biệt là phía tây nam của nước này. Thưa quý vị, một trận động đất khác cũng đã xảy ra khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau hai trận động đất xảy ra ở Tây Nam Trung Quốc hồi tháng trước. Vào thời điểm đó, một trận động đất 6,1 độ Richter đã tấn công khu vực dân cư thưa thớt cách Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên với dân số 21 triệu người, khoảng 100 km về phía Tây. 3 phút sau đó, trận động đất thứ hai có cường độ 4,5 độ xảy ra ở một quận gần kề, dẫn đến một số người chết và bị thương. Vào lúc 0 giờ 5 phút sáng cùng ngày theo giờ địa phương, tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã xảy ra trận động đất mạnh 5,1 độ Richter, làm nhiều tòa nhà cao tầng rung lắc, người dân hoảng sợ. Theo Tân Hoa Xã, vào lúc 0 giờ 5 phút theo giờ địa phương, tại quận Thanh Bạch Giang, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã xảy ra trận động đất với cường độ 5,1 độ Richter, với tọa độ 30,74 độ Vĩ Bắc và 104,46 độ Kinh Đông. Tâm chấn nằm ở độ sâu 21 km. Trận động đất xảy ra gần trung tâm thành phố đã khiến nhiều tòa nhà cao tầng tại đây rung lắc mạnh, người dân hoảng sợ chạy ra ngoài.
Theo một số người dân, trận động đất kéo dài khoảng 10 phút, thành phố Thành Đô sau đó đã đưa ra báo động khẩn cấp cho người dân. Hiện vẫn chưa rõ thiệt hại do trận động đất này gây ra. Tỉnh Tứ Xuyên nằm ở phía Tây Nam Trung Quốc, nhiều lần phải hứng chịu các trận động đất mạnh. Trong số đó, thảm khốc nhất phải kể đến trận động đất Tứ Xuyên với cường độ 7,8 độ Richter, giết chết hơn 250.000 người. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, trận động đất được xác định ở vị trí 27,67 độ Vĩ Bắc và 92,89 độ Kinh Đông với chấn tiêu ở độ sâu 10 km. Chiều qua, một trận động đất mạnh 5,6 độ Richter đã xảy ra tại thành phố Sơn Nam thuộc khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, trận động đất được xác định ở vị trí 27,67 độ Vĩ Bắc và 92,89 độ Kinh Đông với chấn tiêu ở độ sâu 10 km. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại do trận động đất này gây ra. Trước đó, một trận động đất mạnh có cường độ 5,6 độ đã xảy ra tại huyện Củng thuộc thành phố Nghi Tân của tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. CNNC cho biết trận động đất này xảy ra vào lúc 10 giờ 17 phút theo giờ địa phương, tức 9 giờ 17 phút theo giờ Việt Nam. Chấn tiêu của trận động đất được xác định ở vị trí 28,41 độ Vĩ Bắc và 104,74 độ Kinh Đông, nằm ở độ sâu 8 km. Hiện chưa có thông báo về thương vong cũng như thiệt hại do trận động đất này gây ra. Cô Chu, một cư dân ở phố Đại Kiều, thị trấn Liễu Lâm, huyện Tùy, thành phố Tùy Châu, tỉnh Hồ Bắc, nói với phóng viên của Epoch Times rằng phố Đại Kiều ngập hết rồi, thị trấn chúng tôi đã có người bị chết đuối, nước lũ bịt kín cửa, có người chết đuối ngay trong nhà, gia đình có 4-5 người chết đuối, có người thì bị lũ cuốn trôi. Thị trấn Liễu Lâm bị lụt nghiêm trọng, đã có người bị chết đuối. Trong 2 ngày liên tiếp, một số khu vực ở tỉnh Hồ Bắc đã phải hứng chịu những trận mưa rất lớn. Lượng mưa ở 10 ngôi làng và thị trấn ở Tùy Châu đã vượt quá 160mm, lượng mưa cục bộ vượt quá 430mm. Tùy Châu đã có lũ lớn, thị trấn Liễu Lâm bị ngập, hàng loạt cửa hàng trên phố bị ngập đến hết tầng 2. Nguồn điện và thông tin liên lạc đều bị gián đoạn. Các video trên Internet cho thấy nước lũ chảy xiết dọc theo phố Đại Kiều ở thị trấn Liễu Lâm, nước dâng đến mức ngập tầng 1. Cô Chu nói với phóng viên của Epoch Times vào chiều hôm thứ Hai rằng phố Đại Kiều bị ngập toàn bộ, đồ đạc trong nhà đều bị chìm trong nước, còn có người đã chết đuối ở thị trấn của chúng tôi. Trời bắt đầu mưa vào khoảng 2 giờ sáng hôm thứ Hai, chúng tôi cũng không ngờ nước sẽ dâng cao như vậy. Mọi người đều đang ngủ, đóng cửa và không nghe thấy gì. Nước dâng lên dữ dội chứ không phải từ từ, muốn chạy cũng không kịp. Cô Chu buồn bã nói, tầng 1 ngập hết, mọi người đều chạy lên tầng 2, có nhà không có tầng 2, nước lũ làm tắc cửa, cửa không mở được nên đã chết đuối ở trong nhà. Vì không có lối thoát nên rất nhiều người đã chết đuối. Có gia đình chết 4-5 người, thật khủng khiếp. Cửa hàng của cô Chu trên phố Đại Kiều cũng bị ngập, rất may là cô không có mặt ở cửa hàng vào hôm đó, nên đã may mắn thoát nạn. Tôi rời cửa hàng do có việc phải về nhà. Có một ngôi nhà khác cũng bị ngập nhưng không nghiêm trọng như cửa hàng của tôi. Hiện tại tôi đang ở trên tầng 2 và không thể xuống tầng 1 được nữa. Cô Chu cho biết thật nguy hiểm, mọi người không có nơi nào để chạy. Một người đàn ông ở cửa hàng bên cạnh nhà tôi đã ra ngoài vào tầm 2-3 giờ sáng để cứu chiếc xe của mình. Nhưng anh ta đã bị lũ cuốn trôi, hiện tại vẫn chưa tìm thấy. Người nhà tìm anh ta khắp nơi không biết đã bị lũ cuốn đi đâu. Một số người còn bị trôi thẳng xuống sông, thi thể vẫn chưa được tìm thấy. Cô Chu nói rằng chỗ họ đã bị mất điện, tín hiệu cũng bị cắt, điện thoại không liên lạc được. Do cô ấy đang ở bên ngoài nên vẫn có một số tín hiệu. Có lực lượng cứu hộ và xe cấp cứu, nhưng đường đầy nước, họ không thể vào được, đành phải quay trở về, cô nói. Bây giờ nước trên đường đã ít hơn, nước đang từ từ rút, nhưng chúng tôi vẫn không vào được cửa hàng trên phố Đại Kiều. Nước vẫn đang làm tắc đường, xe hơi không đi được, nước sông cũng chưa rút đi, lần này tổn thất quá lớn rồi. Người phụ trách các bộ phận liên quan của huyện Tùy nói với kênh tin tức Thượng Lưu rằng họ đang bị mất liên lạc với trung tâm thị trấn Liễu Lâm và chưa rõ con số thương vong. Cô Cao, nhà ở phố Đại Kiều, thị trấn Liễu Lâm và hiện đang ở bên ngoài, nói rằng đêm qua nước sông dâng lên rất dữ, nước sâu 3-4 mét, nhà cửa đều bị ngập hết, có người đã chạy thoát được, có vài người bị lũ cuốn trôi, tôi muốn về gấp vào ngày mai. Nhưng bây giờ đường xá bị tắc nghẽn hết, điện và sóng điện thoại đều bị ngắt, tôi không thể liên lạc với gia đình. Cô Cao nói. Ông Lưu, một người dân ở thị trấn Hồng Sơn, huyện Tùy, thành phố Tùy Châu cho biết, trời đã mưa từ tận trưa qua đến giờ, mưa vẫn chưa ngớt, nước ngập đến mái nhà rồi. Hiện tại chúng tôi đều đã chạy lên núi, sắp bị cắt điện rồi, điện thoại di động cũng không có tín hiệu. Dân làng đều chạy tìm chỗ nào không có nước, nước sâu đến 1-2 mét, cả làng đều chạy hết.
trời mưa quá dữ dội, nước sông tràn cả lên rồi, ông Lưu nói. Các phóng viên của Epoch Times đã gọi hàng chục cuộc điện thoại đến những cư dân sống trên phố Đại Kiều và thôn Cổ Thành Phiến ở thị trấn Liễu Lâm, nhưng không có ai bắt máy. Tôi cũng không biết nguyên nhân tại sao nước dâng lên nhiều như vậy, cô Chu nói. Hai bên nhà tôi có quá nhiều nhà cửa, nước tích lại không thoát được, không có chỗ nào cho nước chảy. Ở đây cứ 5 năm lại có một trận lụt lớn, thật đáng sợ. Năm 2016 từng có một trận lũ lớn, lần trước nước dâng lên không chết người, nhưng lần này có người chết đuối rồi. Tại thành phố Tùy Châu có 141 hồ chứa bị tràn. Theo thông tin từ Cục Khí tượng tỉnh Hồ Bắc hôm nay cho biết, trong ngày hôm qua, huyện Thần Nông Giá và phía đông nam thành phố Hoàng Cương đã có mưa lớn cục bộ. Và ban đêm có mưa to đến rất to ở thành phố Tương Dương và huyện Tùy, kèm theo sấm sét và mưa xối xả trong thời gian ngắn. Theo ghi nhận, lượng mưa lớn đã khiến một số khu vực bị ngập úng nghiêm trọng. Lượng nước tích tụ ở thị trấn Liễu Lâm sâu đến 2,96m, ở thị trấn Viện Tử Hà Tiểu là 2,54m, thôn Cổ Thành, Hà Tây Bình và thôn Song Tinh, lượng nước tích tụ ở nơi sâu nhất là 2,2m, ở thôn Kim Kiều là 1,9m. Toàn thành phố Tùy Châu có 141 hồ chứa đã vượt mức dung tích lưu trữ và đang tràn. Tính từ 8 giờ ngày hôm qua đến 8 giờ sáng ngày hôm nay, có 10 thị trấn và làng mạc ở Tùy Châu có lượng mưa vượt quá 175mm. Hiện tại trên địa bàn thành phố đã xảy ra lũ lụt trên diện rộng, các hồ chứa nhỏ đang có nguy cơ xảy ra sự cố. Đợt mưa lớn lần này đã gây ra nhiều thảm họa nghiêm trọng ở Liễu Lâm, Hồng Sơn, Trường Cương, Hà Điếm, Lạc Dương và nhiều thị trấn khác, trong đó thị trấn Liễu Lâm đã bị ngập lụt. Theo dự báo của Cục Khí tượng, trong ngày hôm nay, thành phố Tùy Châu sẽ còn có mưa to đến rất to, mưa to cục bộ. Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày hôm nay, Cục Khí tượng tỉnh Hồ Bắc đã nâng mức cảnh báo ứng phó khẩn cấp với các thảm họa khí tượng lớn, mưa lớn từ cấp 4 lên cấp 3. Theo báo cáo của các kênh truyền thông ở Đại Lục vào ngày hôm nay, từ 8 giờ sáng ngày hôm qua đến 8 giờ sáng ngày hôm nay, lượng mưa tại ga Nghi Thành ở thành phố Tương Dương đạt 355,9mm. Khu vực này đã bị ngập lụt nghiêm trọng. Lượng mưa trong 24 giờ qua ở ga Oanh Hà ở thị trấn Bản Kiều, thành phố Nghi Thành lên tới 584,3mm. Thị trấn Bản Kiều Điếm đã bị lũ lụt, một số tuyến đường bị ngập nặng và xe cộ bị nhấn chìm. Tính đến 14 giờ ngày hôm nay, trong vòng 24 giờ, Tương Dương, Nghị Thành, Tùy Châu và những thành phố khác đã trải qua những trận mưa cực lớn với lượng mưa hơn 350mm. Lượng mưa tích lũy ở sông Oanh, thành phố Nghị Thành lên tới 596,4mm. Kể từ 8 giờ tối ngày hôm qua, thành phố Nghị Thành đã phải hứng chịu những cơn mưa xối xả. Tính đến 6 giờ ngày hôm nay, thị trấn Bản Kiều Điếm là nơi có lượng mưa lớn nhất, vượt quá 500mm. Lượng mưa tại khu vực đô thị này là gần 400mm. Mưa lớn khiến 47 hồ chứa ở Nghị Thành vượt mức nước giới hạn, có hồ chứa mực nước dâng vượt đến 2,34m, nhiều tiểu khu và đoạn đường bị tích nước nghiêm trọng. Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Hồ Bắc cho biết tính đến 10 giờ ngày hôm nay, mưa lớn kể từ tối ngày hôm qua đã gây ra thảm họa cho 34.000 người ở huyện Tùy, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 3,66 nghìn hectare. Đã có 25 ngôi nhà bị sập và 3.712 ngôi nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 65 triệu nhân dân tệ. Thưa quý vị, sau những hậu quả để lại của một thảm họa, những nỗi đau mất mát trong việc tìm kiếm và đôi khi là tìm thấy người thân của mình đã ra đi thật là quá khó để có thể tự chữa lành. Khi trận lũ gây thương vong tràn vào thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc vào tuần trước, một tuyến tàu điện ngầm địa phương vẫn đang hoạt động. Dịch vụ đã bị gián đoạn đột ngột khi tuyến tàu này gần như chìm hoàn toàn dưới nước. Hai người phụ nữ đã mất đi chồng của mình chia sẻ những câu chuyện đau lòng của họ về những gì mà họ đã chứng kiến trên tuyến tàu điện ngầm hôm đó. Cả hai đã tìm thấy thi thể của chồng mình sau khi công ty Trịnh Châu Metro đồng ý rút nước lũ từ đường hầm ngập nước của họ, trong khi một số gia đình vẫn tiếp tục nuôi hy vọng tìm kiếm người thân của mình. Hai người phụ nữ này đã phải nhận cái kết thương tâm một tuần sau thảm họa. Trận lụt xảy ra ở Trịnh Châu khi Trung Quốc yêu cầu một hồ chứa gần đó xả nước ngay khi mưa lớn ập đến trung tâm giao thông của Trung Quốc, nhưng không thông báo cho thành phố. Nước lũ đã tràn vào hệ thống tàu điện ngầm lúc đó vẫn đang hoạt động, làm ngập khiến hàng trăm nghìn khách bị mắc kẹt hơn 2 giờ đồng hồ trong đó, mà đối với một số người đã trở thành một nấm mồ ngập nước. Nhiều thi thể đã được tìm thấy trong số những người bị cuốn trôi khi họ cố gắng chạy khỏi tàu hoặc nhà ga tàu điện ngầm này. Hôm đó, chính quyền Trung Quốc đã thông báo có tổng cộng 14 người thiệt mạng trong tuyến tàu, trong đó bao gồm cả chồng của hai góa phụ này. Hai thi thể đã được tìm thấy sau đó 5 đến 6 ngày sau.
Cùng ngày, chính quyền tỉnh Hà Nam cho biết tổng số người thương vong vì trận lũ trên địa bàn tỉnh là 71 người. Hiện vẫn chưa rõ còn bao nhiêu người bị mắc kẹt trong trận lụt ở tuyến tàu điện ngầm. Vào thời điểm hiện tại, một số lượng lớn bài đăng về những người mất tích đã được đăng trên nhóm truyền thông xã hội có tên Mưa Bão Hà Nam giúp đỡ lẫn nhau. Anh Satao, một trong hai người chồng đã mất đi tính mạng vào hôm qua cho biết, chỉ còn vài ngày nữa là anh đón sinh nhật của mình. Cuối cùng, tôi cũng được nhìn thấy anh ấy tại nhà tang lễ. Anh ấy đang nằm bên trong một chiếc hòm đông lạnh, được đánh dấu là vô danh. Kể từ hôm nay tôi không có chồng, con gái tôi không có cha và bố mẹ chúng tôi không có con trai, vợ anh viết trên tài khoản Weibo, một nền tảng xã hội phổ biến của Trung Quốc. Cô ấy đã không cung cấp tên của mình. Vợ của anh Sa đã mô tả thực tế khủng khiếp khi nhìn thấy thi thể của chồng mình bị hủy hoại sau 5 ngày ngâm trong nước. Cô đã bắt đầu cuộc tìm kiếm chồng mình trong tuyệt vọng vào tối hôm thứ Ba tuần trước. Cô gọi cho các thành viên trong gia đình, bạn bè, gọi đến cả quan chức thành phố, cảnh sát, cơ quan truyền thông và đăng tin cầu cứu trên mạng xã hội. Không có cơ quan chính phủ nào hỗ trợ cô ấy. Cô đã đến nhiều bệnh viện và nhà tang lễ khác nhau để tìm kiếm chồng mình, nhưng không thể tìm thấy thân nhân của mình. Cô nói với hãng thông tấn địa phương Jimu rằng, anh ấy gọi cho tôi vào chiều hôm qua sau 6 giờ chiều và yêu cầu tôi gọi cảnh sát để được giúp đỡ. Anh Sa đang trên đường về nhà, lúc anh nói chuyện với vợ qua điện thoại là lúc tàu điện ngầm đã dừng lại ở giữa hai nhà ga và nước lũ đã ngập sâu đến mắt cá chân của mình. Sau đó, tôi không thể liên lạc với anh ấy được nữa, vợ anh viết. Cô viết trên Weibo rằng, nếu chúng tôi, những người thân trong gia đình, không van nài yêu cầu công ty tàu điện ngầm Trịnh Châu rút nước cho các nỗ lực cứu hộ, thì tôi không biết khi nào thi thể của anh Sa mới được tìm thấy. Công ty tàu điện ngầm Trịnh Châu đã mắc một loạt sai lầm lớn, họ phải chịu trách nhiệm chính. Cô ấy tiếp tục cho rằng công ty tàu điện ngầm đã không dừng hoạt động của họ kịp thời, không cố gắng giải tán hành khách cho đến hơn 1 giờ sau khi lũ lụt xuất hiện, không kịp thời báo cáo các trường hợp tử vong và không nỗ lực giải cứu hành khách đúng thời điểm. Cô cũng gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ của các bạn học, đồng nghiệp, bạn bè của anh Sa và một số lượng lớn những người không quen biết trên mạng ở Trịnh Châu. Cô ấy nói rằng họ đã cho cô và gia đình cô những manh mối mà họ cần để cuối cùng tìm thấy được thi thể của anh Sa. Anh Sa mãi sống trong tim của vợ anh và đứa con gái mới lọt lòng của anh. Từ 3 ngày nay, người ta liên tục nghe thấy âm thanh của một người phụ nữ qua một chiếc loa phóng thanh vang qua đường hầm tàu điện ngầm ngập nước. Giọng cô gọi tên anh ấy. Châu Đức Cường, anh chưa bao giờ làm em thất vọng. Chồng ơi, cố lên, em đang đến đây. Anh Châu, 38 tuổi, đã di chuyển từ Thượng Hải đến Trịnh Châu trong một chuyến công tác. Thi thể của anh đã được tìm thấy trong đường hầm tàu điện ngầm vào hôm Chủ nhật. Giọng nói trên loa phóng thanh là vợ của anh Châu, cô ấy họ Bạch. Cô đã lập tức bắt đầu hành trình dài gần 600 dặm từ Thượng Hải đến Trịnh Châu vào tối hôm thứ Ba, vài giờ sau khi nhận ra rằng anh Châu đã mất tích. Cô Bạch đã nói với hãng thông tấn Tề Hoan hôm thứ Sáu rằng, tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát và tất cả các nhóm cứu hộ chuyên nghiệp mà tôi có thể tiếp cận, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ sự hỗ trợ nào. Vì vậy, tôi đã ghi lại đoạn âm thanh này và yêu cầu nhân viên tàu điện ngầm phát nó bên trong đường hầm ngập nước để động viên anh Châu. Cô Bạch đã nuôi hy vọng rằng anh Châu có thể sống sót sau trận lũ. Theo anh Vương, đồng nghiệp của anh Châu, cả hai đã đi tàu điện ngầm cùng nhau vào chiều thứ Ba. Họ đang ở trong toa cuối cùng thì nước lũ làm dừng chuyến tàu giữa các nhà ga. Nhìn thấy nước dâng nhanh, anh Châu, anh Vương và những hành khách khác quyết định bỏ tàu và chạy về nhà ga. Các hành khách bám chặt vào các bức tường của đường hầm khi họ di chuyển, trong khi dòng nước cuồn cuộn chảy xiết qua họ. Anh Vương sau đó nói với cô Bạch rằng thảm họa xảy ra khi anh Châu bị dòng nước lũ cuốn đi. Anh Vương đã bất lực trong việc giải cứu anh ấy. Trong những ngày tiếp theo sau khi anh thoát được khỏi nhà ga, anh Vương cứ để yên vậy không nói gì. Tuy nhiên anh ấy đã đồng hành cùng cô Bạch trong cuộc tìm kiếm chồng của cô. Chồng tôi thấp và gầy, có thể là anh ấy đã không thể bám vào tường. Tôi hy vọng có thể rút hết nước ra ngoài. Có thể chồng tôi vẫn còn sống, cô Bạch nói vào hôm thứ Sáu, nhưng hy vọng của cô đã tan thành mây khói vào sáng hôm Chủ nhật khi họ tìm thấy thi thể của anh Châu. Cô cho biết nỗi đau trong tim cô là không sao tả xiết. Anh Châu vẫn mãi sống trong tim của vợ anh. Cô không công khai họ đã có con hay chưa. Hiện tại, lũ ở thượng nguồn sông Trường Giang đang đổ dồn về hạ lưu. Đỉnh lũ đã bắt đầu đổ vào hồ chứa Tam Hiệp. Lưu lượng nước chảy vào hồ chứa lên đến 75.000 m3/giây. Ngày hôm qua, đập Tam Hiệp đã mở hơn 10 cửa xả lũ.
lưu lượng nước lũ xả đạt 51.200 m3 trên giây. Trước đó, đỉnh lũ số 4 sông Trường Giang và trận lũ số 1 trên sông Gia Lăng đã đồng loạt đi qua khu đô thị chính của Trùng Khánh. Đây là trận lụt lớn nhất mà Trùng Khánh gặp phải trong hai thập niên qua và đã gây thiệt hại nghiêm trọng. Nhiều điểm tham quan nổi tiếng như Triều Thiên Môn, Hồng Nhai Động và Từ Khí Khẩu bị ngập lụt. Đêm qua, Trùng Khánh đã ra thông báo khẩn cấp yêu cầu tất cả cư dân cư trú từ tầng 3 trở xuống trong khu vực phố cổ phải đi sơ tán. Cục Thủy lợi Trùng Khánh đưa ra cảnh báo lũ, cho biết mực nước cao nhất sẽ xuất hiện trên đoạn sông Trường Giang đi qua Trùng Khánh vào ngày hôm qua. Thưa quý vị khán giả, động đất hay còn gọi là địa chấn là sự rung chuyển trên bề mặt trái đất do kết quả của sự giải phóng năng lượng bất ngờ ở lớp vỏ trái đất và phát sinh ra sóng địa chất. Ở bề mặt trái đất, các trận động đất biểu hiện bằng cách rung chuyển và di chuyển hoặc phá vỡ mặt đất. Khi tâm chấn của một trận động đất lớn nằm ngoài khơi, đáy biển có thể bị dịch chuyển đủ để gây ra sóng thần. Động đất cũng có thể kích hoạt lở đất và hoạt động núi lửa. Mỗi năm, Trung tâm Thông tin Động đất Quốc gia thuộc chương trình Cảnh báo động đất của Viện Nghiên cứu Địa chất Hoa Kỳ ghi nhận được chừng 500.000 đến 1 triệu vụ rung chấn địa chất mà các dụng cụ có thể ghi nhận được. Trong số đó có khoảng 100.000 vụ con người có thể cảm nhận được và tầm 1.000 vụ để lại thiệt hại. Vào ngày 22 tháng 3 năm 2023, một trận động đất lớn đã xảy ra ở thành phố Liễu Châu. Trận động đất kéo dài khoảng 10 phút nhưng cường độ chấn động lên tới 9,5 độ Richter. Trận động đất này xuất phát từ một vết nứt vỡ dài khoảng 800 km. Đã có nhiều trận động đất khác trong lịch sử loài người được ghi lại, nhưng đây là trận động đất lớn nhất xảy ra kể từ khi có ước tính chính xác về cường độ có thể xảy ra đầu những năm 2008. Vì vậy, nó vẫn được nhận định là một trận động đất khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người. Trận động đất ở Trung Quốc thực chất là một chuỗi các trận động đất mạnh ảnh hưởng đến quốc gia này từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 6 tháng 4 năm 2023. Trận động đất đầu tiên diễn ra vào ngày 21 tháng 3 tại vùng biển gần thành phố Cảng ở Quảng Tây. Trận động đất này mạnh bất thường với cường độ cao trong thời gian dài và trên diện rộng. Ngay sau khi trận thứ nhất diễn ra, cấp độ chấn động ngày càng mạnh hơn, nó kéo dài tới 2 ngày sau đó. Trận động đất đạt cường độ cực đại là vào lúc 19 giờ ngày 22 tháng 3. Theo các nhà khoa học, xuất phát điểm của trận động đất ở Trung Quốc từ vùng Long Chảo, Biển Đông gần cảng biển Phong Thành. Sự động đất này còn kích hoạt một loạt đợt sóng thần gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng trong miền Bắc Trung Quốc và đảo Hải Nam. Tại Bắc Hải, cảng chính của Quảng Tây, mực nước dâng cao 4 mét trước khi bắt đầu rút. Vào lúc 16 giờ 30 phút, một làn sóng cao 8 mét đã tấn công bờ biển Trung Quốc. Sau đó, một số cơn sóng thần cục bộ đã tàn phá nghiêm trọng bờ biển Quảng Đông và đảo Hải Nam. Với những cơn sóng cao tới 25 mét, hàng trăm người đã bị thiệt mạng. Sau đó, trận sóng thần đã vượt qua Biển Đông với tốc độ vài trăm km/h và tàn phá Quảng Đông, Phúc Kiến, Đài Loan, khiến 61 người thiệt mạng. Đồng thời, nó cũng khiến nhiều người tử vong ở vùng Vân Nam. Tổng số người thiệt mạng từ trận động đất và sóng thần được công bố khoảng 7.000 người. Trận động đất ở Trung Quốc năm nay còn gây ra nhiều vụ lở đất diễn ra ở các thung lũng ở phía Nam. Những trận lở đất này không gây ra nhiều thương vong cũng như thiệt hại kinh tế đáng kể vì hầu hết chúng xảy ra ở các khu vực ít có người ở và chỉ có những con đường nhỏ. Sự sụt lún cũng phá hủy các tòa nhà, đồng thời tạo ra các vùng đất ngập nước ở khắp nơi. Nhiều khu vực của thành phố bị ngập lụt, hệ thống điện và nước của Quảng Tây bị phá hủy hoàn toàn. Bên cạnh đó, các thảm họa liên tiếp diễn ra đã khiến cho 2 triệu người dân ở Trung Quốc bị mất nhà cửa. Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc đã ước tính thiệt hại do trận động đất gây ra dao động từ 400 triệu đến 800 triệu đô la Mỹ. Kính thưa quý vị, lũ lụt tiếp tục tàn phá ở các thành phố và vùng nông thôn ở miền Trung Trung Quốc vào sáng sớm hôm thứ Năm, khiến những người đang ngủ bị thiệt mạng. Nước lũ dâng cao tới 4,5 mét tại thị trấn Liễu Lâm của tỉnh Hồ Bắc sau trận mưa lớn bắt đầu từ hôm thứ Tư. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, trận mưa xối xả này đã khiến hơn 2.900 ngôi nhà và cửa hàng bị hư hại, cùng với 271 ngôi nhà đã hoàn toàn sụp đổ. Chính quyền địa phương cho biết gần 30 người đã thiệt mạng, cùng với 24 người hiện đang mất tích. Một nhà phân tích nói với The Epoch Times rằng, con số đó có thể không phản ánh tổng số thực tế, vì nhà cầm quyền này được biết đến là báo cáo thấp hơn về con số thương vong do lũ lụt. Một cư dân họ Lý cho biết còn rất nhiều người bị thiệt mạng nữa. Anh ấy nói với The Epoch Times rằng vẫn còn có nhiều nạn nhân chưa được tìm thấy. Một người cứu hộ dân sự nói với The Epoch Times, số người thiệt mạng thực sự vẫn chưa được biết. Nước lũ dâng lên quá nhanh, lên tới hơn 4 mét. Hiện chúng tôi đang dọn dẹp lớp bùn đất dày đặc.
Hồi 10 giờ tối hôm thứ Tư, cơ quan khí tượng địa phương đã đưa ra mức báo động đỏ nghiêm trọng nhất ở Liễu Lâm với lý do mưa xối xả trong khu vực. 5 giờ sau, một cơn lũ đã quét qua thị trấn khi cư dân đang chìm trong giấc ngủ. Các tầng đầu tiên của toàn bộ các tòa nhà dọc theo một con đường ở trung tâm thị trấn đã bị chìm trong nước lũ ngay sau đó. Chỉ nửa giờ trước khi lũ lụt xảy ra, chính quyền đã bắt đầu sử dụng loa phóng thanh của xe cảnh sát để cảnh báo mọi người. Một chủ cửa hàng họ Châu cho biết, ông đã phàn nàn rằng họ đã cảnh báo quá muộn. Ông Châu nói với The Epoch Times rằng nhiều cư dân đã nghe thấy tiếng còi cảnh sát vào sáng thứ Năm, nhưng họ không hiểu ý nghĩa của những tiếng còi này. Ông cho biết thêm, còi báo động của cảnh sát có thể đã không đánh thức được một số người dân do tiếng ồn của cơn mưa như chút nước. Ông Châu đã đề nghị nếu nhiều quan chức hơn có thể gọi người dân qua loa phóng thanh hoặc gõ cửa, sẽ có nhiều người hơn thoát khỏi trận lụt này. Ông nói, giờ đây cửa hàng của tôi đã bị lũ quét sạch rồi, chẳng còn gì nữa, mọi gia đình đều bị thiệt hại. Tôi không biết liệu mình có thể nhận được khoản bồi thường đền bù thiệt hại hay không. Ông Châu hiện đang tránh lũ lụt tại một trường học. Trận lụt thảm khốc này đã phá hủy nguồn cung cấp điện và làm cản trở giao thông. Truyền thông nhà nước China Daily dẫn nguồn từ văn phòng khẩn cấp tỉnh ước tính thiệt hại lên tới hơn 18 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc thường xuyên hứng chịu lũ lụt theo mùa, nhưng năm nay đặc biệt nghiêm trọng với những trận mưa xối xả từ miền trung của đất nước đến các khu vực phía bắc xa xôi như Bắc Kinh. Trước đó, 12 triệu người ở một thành phố khác là Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam đã hứng chịu lượng mưa lớn trong 3 ngày, tương đương với lượng mưa trung bình của một năm. Giới chức báo cáo có 302 người thiệt mạng trong trận lũ đó, với 50 người mất tích. Số người thiệt mạng mà chính quyền báo cáo đã bị đặt nghi vấn khi chính quyền điều động quân đội và cảnh sát đến canh giữ khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Một đường hầm dài 4,5 km bị nước lũ nhấn chìm chỉ trong 5 phút. Các ký giả ngoại quốc đưa tin về một tàu điện ngầm bị ngập trong nước đã bị Trung Quốc truy lùng và sách nhiễu, và một nhiếp ảnh gia của truyền thông nhà nước đã bị bắt giữ. Nhà cầm quyền này cũng cấm người dân đặt hoa chia buồn cho những người đã bị chết đuối ở lối vào của một nhà ga tàu điện ngầm. Dự báo sẽ có cơn mưa lớn trên khắp miền Đông và Nam Trung Quốc, bao gồm cả tỉnh Quảng Tây và tỉnh Vân Nam Trung Quốc, khí tượng quốc gia cho biết hôm thứ Bảy. Kính thưa quý vị, theo thông báo mới nhất của nhà chức trách Trung Quốc vào tối thứ Tư, trận động đất cường độ 7,3 xảy ra chiều cùng ngày, kèm theo đó là 7 dư chấn mạnh đã khiến một số ngôi nhà bị phá hủy. Ông Hoàng Quý Hùng, một quan chức cơ quan giảm thiểu thiên tai Trung Quốc tại thành phố Tân An gần tâm chấn cho biết, một đồn cảnh sát và một số ngôi nhà trong làng ở huyện này đã bị hư hại. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin về thương vong và giới chức đang đánh giá mức độ thiệt hại của động đất. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, động đất xảy ra vào lúc 18 giờ 28 phút theo giờ địa phương. Tâm chấn động đất nằm ở độ sâu 10 km tại khu vực thuộc tỉnh Thiểm Tây. Ít nhất có 7 dư chấn mạnh sau động đất. Trong đó có dư chấn cường độ 5,8 độ Richter, nhiều khu vực tại Trung Quốc bị rung chuyển. Cơ quan giảm thiểu thiên tai Trung Quốc cho biết động đất không gây nguy cơ sóng thần, nhưng yêu cầu người dân tiếp tục đề phòng vì có thể còn có thêm các dư chấn. Tuần trước, tỉnh Thiểm Tây đã từng hứng chịu một trận động đất cường độ mạnh 6,9 độ Richter nhưng không có thiệt hại lớn. Trung Quốc thường xuyên chứng kiến động đất và núi lửa do nước này nằm trên rãnh đất gãy. Năm ngoái, một trận động đất mạnh 7,5 độ Richter theo sóng thần tại Vân Nam đã làm hơn 2.200 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất tích. Trước đó, một trận động đất cường độ 9,1 độ Richter đã làm rung chuyển vùng bờ biển Vân Nam và gây sóng thần, làm 220.000 người thiệt mạng trong khu vực lân cận. Trong đó, có 170.000 người tại Indonesia. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc CENC, một trận động đất mạnh khác có cường độ 5,6 độ đã xảy ra tại huyện Củng, thuộc thành phố Nghi Tân của tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. CENC cho biết trận động đất xảy ra vào hồi 10 giờ 17 phút hôm thứ Tư vừa qua theo giờ địa phương, tức 9 giờ 17 phút theo giờ Việt Nam. Tâm chấn của trận động đất được xác định là ở vị trí 28,41 độ Vĩ Bắc và 104,74 độ Kinh Đông, nằm ở độ sâu 8 km. Hiện chưa có thông báo về thương vong cũng như thiệt hại do trận động đất này gây ra. Trước đó, ngày 22 tháng 3 vừa qua, một trận động đất có cường độ 5,6 cũng đã xảy ra tại huyện Củng, khiến 31 người bị thương. CENC cho biết tâm chấn tiêu của trận động đất này nằm ở độ sâu 10 km, được xác định ở vị trí 28,43 độ Vĩ Bắc và 104,77 độ Kinh Đông. Tối thứ Ba vừa qua, thành phố Tô Châu, Vũ Hán liên tiếp xảy ra thời tiết dị thường, lốc xoáy đột nhiên ập đến. Trong đó, cảnh tượng tại Giang Tô như bị tấn công bằng bom sau khi lốc xoáy cấp 17 cuốn qua. Đến chiều thứ Tư, hai khu vực Giang Tô và Vũ Hán có tổng cộng 16 người tử vong, 492 người bị thương. Không ít người dân địa phương trên Weibo cho biết chưa từng thấy lốc xoáy nào lớn như thế này, vô cùng đáng sợ. Giang Tô như bị bom tấn công sau khi lốc xoáy cấp 17 đi qua.
tổng hợp thông tin từ truyền thông Trung Quốc đại lục, khoảng 7 giờ đến 9 giờ tối thứ Ba, một phần khu vực thị trấn Thịnh Trạch, quận Ngô Giang, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô và quận Thái Điện, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc lần lượt xuất hiện lốc xoáy. Theo chính quyền trấn Thịnh Trạch phát đi thông báo hôm tối thứ Ba cho biết, khoảng 7 giờ tối cùng ngày, một phần khu vực trấn Thịnh Trạch chịu ảnh hưởng bởi lốc xoáy, một phần cơ sở hạ tầng điện lực và nhiều nhà ở bị hư hại. Qua video chụp từ trên cao có thể thấy, sau khi lốc xoáy tàn phá, cảnh tượng Giang Tô như bị tấn công bởi bom, nóc nhà bị tốc mái. Theo dự báo của cơ quan khí tượng địa phương, nghiên cứu phán đoán ban đầu lốc xoáy cấp độ EF3, sức gió ở tâm lốc xoáy lớn nhất lên đến cấp 17. Có cư dân mạng hình dung khi đó như hiệu ứng đặc biệt trong phim, lần đầu tiên nhìn thấy lốc xoáy cấp độ này thật đáng sợ, chưa bao giờ cảm giác lốc xoáy lại gần chúng ta đến thế. Chớp rất sáng, không dám ra ngoài, trái đất bị bệnh rồi. Đến 5 giờ sáng thứ Tư, thảm họa đã khiến 8 người ở Tô Châu tử vong, 168 người bị thương. Lốc xoáy cấp 9 tấn công Vũ Hán, ít nhất 14 người thiệt mạng. Lốc xoáy lần này không chỉ tấn công Giang Tô, quận Thái Điện và quận Kinh Khai, thành phố Vũ Hán cũng đột nhiên xuất hiện lốc xoáy vào lúc 8 giờ tối. Trong thời gian này còn có mưa đá, một số nhà cửa trong thôn bị hư hại, lượng lớn cây cối bị gãy, một số lán trại bị đổ. Có nhiều người cư trú lâu năm tại địa phương cho biết chưa từng thấy lốc xoáy lớn như thế này, vô cùng đáng sợ. Cũng có người chia sẻ tình hình lên mạng xã hội Weibo. Từ câu chữ có thể nhận ra sự sợ hãi vẫn còn. Một người dân bị thương nhẹ cho biết khi xảy ra lốc xoáy, anh đang xem TV trong nhà, đột nhiên tín hiệu bị gián đoạn. Sau đó lốc xoáy đến, ngói trên nhà toàn bộ đều rơi, toàn bộ nhà đều bị gió cuốn đổ. Người phải bò từ bên trong ra. Đến 3 giờ sáng thứ Tư, Vũ Hán có ít nhất 10 người thiệt mạng, 310 người bị thương. Có 35 trên 85 hộ dân có nhà bị đổ, 150 trên 400 căn nhà bị hư hại, 41.000 người hứng chịu thảm họa. Thượng Hải liên tiếp phát đi cảnh báo cấp 4, An Huy cũng bị ảnh hưởng. Cũng trong khoảng thời gian trên, thành phố Thượng Hải xuất hiện thời tiết đối lưu tương đối mạnh như sấm chớp, mưa gió lớn. Đài khí tượng Thượng Hải tối thứ Ba liên tiếp phát đi 4 tín hiệu cảnh báo, gồm cảnh báo gió lớn màu vàng, cảnh báo sấm chớp màu vàng, cảnh báo mưa lớn màu vàng, cảnh báo mưa đá màu cam. Ngoài ra, theo truyền thông đại lục đưa tin, chiều thứ Tư, thành phố An Khánh, tỉnh An Huy cũng xuất hiện thời tiết đối lưu mạnh. Nhiều nơi có gió lớn, mưa đá, lốc xoáy, nhà bị đổ, có người bị thương. Vách nhà tại một công trường xây dựng bị gió lớn làm đổ, hai người bị kẹt bên trong sau đó đã được cứu ra. Vừa qua nhiều nơi như Bắc Kinh, Thiên Tân xuất hiện sấm sét, mưa đá, tại Nội Mông Cổ xuất hiện vòi rồng. Điều kỳ lạ là mưa đá lần này không những to như quả trứng gà mà ngoại hình lại giống như virus corona mới, virus viêm phổi Vũ Hán, do đó dư luận cũng có nhiều bàn tán. Có người nói nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan như thế này cùng xuất hiện, lẽ nào ông trời đang tức giận ư? Hôm thứ Hai, Bắc Kinh, Thiên Tân và khu vực xung quanh tỉnh Hà Bắc xuất hiện gió lốc, mưa lớn kèm theo mưa đá. Mưa đá to như quả trứng gà rơi xuống nhà người dân, không ít xe cộ dừng ven đường bị mưa đá đập vỡ kính. Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, khoảng 3 giờ 30 phút chiều hôm thứ Hai, Đài khí tượng thành phố Bắc Kinh đưa ra cảnh báo màu vàng. Các khu dân cư như Môn Đầu Câu, Sương Bình, Diên Khánh đều xuất hiện mưa đá kèm theo là tiếng sấm lớn kéo dài hơn 7 tiếng đồng hồ. Sau 3 giờ chiều ngày thứ Hai, người dân địa phương liên tiếp chia sẻ những hình ảnh mưa đá chụp được lên trên Weibo. Từ hình ảnh có thể thấy, những hạt mưa đá này to như quả trứng gà, không ít hạt mưa đá có ngoại hình rất giống virus trùng cộng. Cư dân mạng thốt lên, điều này quá kỳ lạ. Cũng có người cho rằng, trên trời thành tượng, rơi xuống đất thành hình. Còn có cư dân mạng cho biết, trước đấy trong lúc dịch bệnh ở Hồ Bắc nghiêm trọng đã có mưa đá, lần này dịch bệnh ở Bắc Kinh nghiêm trọng lại có một trận mưa đá. Đây là muốn làm gì từ Tết đến nay, hoặc là tỉnh này, hoặc là tỉnh kia xuất hiện gió lốc, mưa đá, muốn làm gì đây, khiến người ta quá sợ. Sau đợt mưa đá này, kính trên nhiều ô tô cũng bị vỡ, biển hiệu của nhiều cửa hàng trên phố cũng bị đổ, cửa sổ kính cũng bị hư hại, cây nông nghiệp cũng bị thiệt hại nặng, Nội Mông Cổ xuất hiện vòi rồng. Chiều thứ Hai, thành phố Sisinhot thuộc Nội Mông Cổ xuất hiện vòi rồng lớn, lốc xoáy cuốn tất cả bụi đồ đạc tại nơi mà nó đi qua. Buổi trưa cùng ngày, Cục Khí tượng Nội Mông Cổ công bố tín hiệu cảnh báo gió lớn màu xanh lam, tín hiệu cảnh báo sấm sét màu vàng, đồng thời nói rằng một số khu vực cấp gió trung bình có thể đạt đến cấp 6 hoặc cấp 7 trở lên. Số người thảo luận bên dưới tiêu đề Nội Mông Cổ xuất hiện vòi rồng khổng lồ trên Weibo lên đến 3,539 triệu người. Nhiều người chia sẻ, quá đáng sợ, cảnh tượng đáng sợ, vòi rồng, mưa đá, lũ, hết cái này đến cái khác, ông trời thực sự tức giận rồi. Xem ra giống như ông trời đang nổi giận.
năm 2023 không bình thường, mong mọi người bình an. Thiên Tân cũng chịu ảnh hưởng của thời tiết cực đoan. Hình ảnh được chia sẻ trên mạng cho thấy hàng rào bao quanh một sân vận động của một trường đại học ở Thiên Tân cũng bị gió quật đổ, cây cũng bị bật gốc. Đài khí tượng Thiên Tân hôm thứ Năm cũng phát tín hiệu cảnh báo mưa đá màu cam và tín hiệu cảnh báo mưa lớn màu xanh lam. Khu vực Cam Túc cũng bị mưa đá tấn công, mưa đá to như quả trứng gà, gây thiệt hại cho cây trồng, nhà cửa. Hệ thống thiết bị công cộng cũng bị tổn hại. Hôm thứ Năm, tỉnh Sơn Đông cũng xuất hiện mưa đá. Đài khí tượng Sơn Đông hôm thứ Sáu tiếp tục phát tín hiệu cảnh báo sấm sét màu vàng. Trong ngày thứ Năm, khu vực Lỗ Tây Bắc, Lỗ Trung, bán đảo có mưa dông hoặc có mưa rào. Một số khu vực kèm theo sấm sét, gió giật cấp 8, 9, có mưa lớn hoặc mưa đá cục bộ trong thời gian ngắn. Kính thưa quý vị, trên mạng xã hội liên tục đăng tải những video về sự cố lũ ở ga tàu điện Trịnh Châu. Trong đó có video quay cảnh một chiếc xe buýt phủ vải đen hoặc kéo ra từ ga tàu điện ngầm ở Trịnh Châu. Còn một tài khoản Weibo tên là Popbelly đã đăng tải một bài viết với nội dung: những người bạn làm bảo hiểm của XXX tại Trịnh Châu nói có tất cả 91 toa tàu bị ngập, giờ bọn họ phải bồi thường 4 tỷ nhân dân tệ, cuối cùng cũng đã biết có bao nhiêu toa bị ngập rồi. Còn cuộc ghi âm điện thoại giữa một cậu thanh niên là em trai của một dư luận viên đội quân Nam Xu của Trung Quốc và một người Đài Loan. Cậu em trai của dư luận viên này vừa xin lỗi người Đài Loan, vừa kể một sự thật đáng sợ. Công việc của anh trai cậu là làm dư luận viên chuyên đi xáo trộn lòng người Đài Loan. Anh ta đã quấy rối người Đài Loan này vào tháng trước. Theo tiết lộ của anh trai của anh đã thiệt mạng trong một trận lũ lụt này, thi thể được tìm thấy trong toa điện ngầm đoạn Bắc Kinh-Quảng Châu hôm thứ Sáu. Anh còn nhìn thấy nhiều xác chết được phủ khăn đen trong nhà tang lễ có diện tích khoảng 330 ha. Hàng chục nghìn người dân đến hiện trường để nhận xác. Anh cũng nói với người Đài Loan không nên tin vào những thông tin mà chính quyền Trung Quốc tuyên bố. Những thứ đó đều không phải sự thật. Anh nói, trong trận lũ lụt này, người dân Trịnh Châu chúng tôi đã hoàn toàn nhìn thấu cái đất nước đầy rẫy lửa lọc này. Trong mắt những lãnh đạo, tính mạng của người dân chắc chắn còn chẳng bằng một cục đờm. Trung Quốc chính thức công bố, trong sự cố tích nước trên tuyến tàu điện ngầm số 5 có hơn 10 hành khách thiệt mạng và 500 hành khách phải sơ tán. Tuy nhiên, những video, bài viết và các bản ghi âm cuộc gọi lại một lần nữa chúng ta biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang lan truyền tin tức giả. Bất cứ ai có ý thức và lương tâm sẽ đặt ra những câu hỏi rằng đằng sau tấm màn đen phủ ngoài toa tàu điện ngầm đang che giấu điều gì? Có bao nhiêu xác chết? Có bao nhiêu khoang tàu trong 91 toa tàu đó? Có bao nhiêu hành khách? Có bao nhiêu người được giải cứu? Thực sự chỉ có hơn 10 người thiệt mạng trong sự cố tàu điện ngầm thôi sao? Có bao nhiêu xác chết trong nhà tang lễ? Bao nhiêu người trong số họ đã bị lũ lụt nuốt chửng trong tàu điện ngầm? Trên thực tế, giống như đường hầm Kinh Quảng, nơi có số người tử vong nghiêm trọng, có thể dễ dàng biết được con số chính xác thông qua hệ thống giám sát. Ga tàu điện ngầm Trịnh Châu cũng có nhiều thiết bị giám sát và dữ liệu lớn như thế, nên không khó để ước tính số người tử vong. Một bài báo có tiêu đề Tàu điện ngầm Trịnh Châu được xây dựng trên nền dữ liệu lớn xuất bản. Bài báo tiết lộ rằng, kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2013, chính thức khai trương, hiện tại đã khai thông 7 tuyến đường. Vào năm 2020, ga tàu Trịnh Châu đã phát hành tổng cộng hơn 10 hệ thống thông tin hóa trong module, bao gồm hệ thống tín hiệu, hệ thống giám sát, hệ thống liên lạc, mở rộng lưu trữ để nắm bắt chính xác tình hình luồng hành khách. Mỗi tuyến đường của ga Trịnh Châu đã đưa ra một hệ thống bán vé cấp cao nhất của hệ thống được thiết kế với bộ não để thanh toán bù trừ. Hành khách có thể được coi là một giao dịch hoàn chỉnh từ khi vào ga đến khi rời khỏi ga. Dưới nền tảng dữ liệu lớn, kết quả có thể được tổng hợp nhanh chóng. Thời gian hoàn thành báo cáo đã được rút ngắn từ vài giờ xuống chỉ còn vài phút. Ngoài ra, hệ thống phân tích và dự đoán luồng hành khách thông minh có thể nhìn thấy chính xác hướng luồng khách chính của nhà ga thông qua dữ liệu hệ thống, bao gồm cả điểm đến của luồng khách. Do đó, ngay cả khi giao dịch không hoàn tất, việc sử dụng dữ liệu lớn để tính toán số lượng người tại những điểm dừng khi mưa bão cũng không phải là chuyện khó. Và ngay cả khi không có dữ liệu lớn, thì việc tìm kiếm và cứu hộ thủ công cũng có thể biết được thực sự có bao nhiêu nạn nhân gặp nạn. Theo báo cáo của truyền thông Trung Quốc, tổng lưu lượng hành khách của tàu điện ngầm Trịnh Châu là 1,2021 triệu lượt, trong đó tuyến số 5 có lưu lượng hành khách lớn nhất đạt 374.200 lượt. Nhưng các tuyến khác cũng gặp nguy hiểm, chẳng hạn một số đoạn của tuyến số 2 cũng bị ngập. Ở góc độ lưu lượng hành khách và khoảng thời gian giữa hai đoàn tàu, có ít nhất 20 đến 30 đoàn tàu trên tuyến số 5 đã đi vào hoạt động. Chẳng lẽ chỉ có một đoàn tàu bị nước tràn vào khiến hành khách chết ngạt? Chẳng lẽ chỉ có hơn 500 hành khách đi tàu tại giờ cao điểm buổi tối?
thực ra là có hàng trăm, hàng nghìn hay hàng chục nghìn người tử vong. Rõ ràng, để duy trì một chính quyền đang lung lay, Trung Quốc không muốn cũng không dám công bố số người tử vong và dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để che đậy sự thật. Nhưng dù sao thì giấy cũng không thể bọc được lửa. Một ngày nào đó sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng. Vậy ai phải chịu trách nhiệm về những cái chết vô tội này? Chắc chắn rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc từ trung ương cho đến địa phương, thậm chí cả những người điều hành ga tàu đều phải chịu trách nhiệm. Điều này không có gì phải bàn cãi. Bài báo Tàu điện ngầm dừng ở vị trí đáng lo ngại trên Sina.com cho biết, từ quan điểm của các chuyên gia trong ngành liên quan, xác suất sai sót trong chất lượng của kỹ thuật tàu điện ngầm là tương đối nhỏ. Ngoài lý do thiên tai, nguyên nhân thứ yếu gây ra thương vong có thể là những thiếu sót trong quản lý khẩn cấp. Cụ thể, nếu cảnh báo trước 10 phút, tàu có thể dừng lại ở sân ga thay vì trong hầm. Mặc dù không có tiêu chuẩn thống nhất cho thời gian cảnh báo sớm, nhưng lũ lên cũng cần một quá trình. Nếu các trạm giám sát điều kiện nước trong thời gian thực và báo cáo trung thực, trung tâm điều tiết sẽ thu thập và phân tích thông tin kịp thời và đưa ra cảnh báo trước 10 phút. Đây không phải là yêu cầu quá cao. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều người được phỏng vấn, cảnh báo sớm trước 10 phút là một biện pháp tự vệ cuối cùng để cứu mạng người. Đã mưa to trong 3 ngày và tàu điện ngầm không nên chạy từ lâu. Đây là điều còn căn bản hơn. Tuy nhiên, thực tế là không có biện pháp cảnh báo thực tế trong 3 ngày mưa lớn, không có cảnh báo xả lũ và chỉ che đậy sau khi quá nhiều người tử vong. Các lãnh đạo cao nhất của Ban chấp hành Trung ương luôn hô hào Giang Sơn là của dân, vì nhân dân phục vụ, lại không hề lo lắng mà lãnh cảm thờ ơ. Một chính phủ như vậy với những người lãnh đạo như vậy rõ ràng không quan tâm đến việc mất lòng dân. Nếu đã không quan tâm đến việc mất lòng dân, điều chờ đợi họ chính là ngày hoàn toàn bị nhân dân vứt bỏ.